miền Tây xin chào cả nhà nha. Đây cả nhà ơi, hến quá nhiều luôn. Hến này hồi hôm qua anh hai á ảnh ngâm rồi, hôm nay mung sẽ lấy ra mung luộc. Hến này nè mình luộc á rất là ngon luôn á, tại vì cái nước hến nó ngọt lắm á cả nhà. Đây bây giờ mung sẽ chế vô một miếng nước cho nó xăm xắp với hến á, rồi mình để lên cái bếp lò mình nấu. Nấu chừng nào cho nó sôi dài quả dạo ha là tự động hến nó hé cái miệng nó ra cả nhà. Trong khi mình luộc á, mình sẽ dằn một miếng bột ngọt với lại một miếng muối cho nó thấm vô cái nước á, thấm vô cái con hến á, rất là ngon luôn. Cả nhà ơi, cái nồi của em đã chín rồi nè, nó quá ngon luôn, thơm, rất là thơm luôn nha. Cái nước này nè rất là ngọt luôn á cả nhà, nước hến nó ra. Rồi bây giờ em sẽ múc ra ăn nha. Đây múc ra bên đây nè. À, múc ra bên đây mình ăn nha. À, rất là ngon luôn cả nhà ơi, vừa nóng hổi. Múc xong mời cả nhà ăn nha. Ngon quá ngon nè cả nhà ơi. Đây chén nước mắm, chén muối ớt. Mình ăn chung với hến nha. Chào cả nhà. Cả nhà ơi, đây là nguyên một đảo hến nha. Hôm nay em sẽ ăn đảo hến. Hến này mình luộc á rất là mau luôn cả nhà. Mình để rửa cho sạch, ngâm qua đêm xong rồi cái mình luộc rồi để nước xăm xắp rồi mình nấu nó sôi lên là nó tự chín nè cả nhà. Rồi em mời cả nhà nha, ăn hến với em nha. Đây con hến mini cả nhà ơi. Hến này bắt ở dưới sông á. Rồi em mời cả nhà nha. Cái hến này chấm muối ớt cả nhà ơi. Bé bé nhỏ nhỏ. Ăn để vỏ đây đi ha. Rồi ăn đi mấy đứa. Lâu lâu được anh hai cho rồi cái mình luộc cái mình đem ra ngoài hè ăn rất là ngon luôn cả nhà. Hến này là nó rất là ngọt thịt luôn á. Nhớ hồi xưa á cả nhà, cái chú sông á bắt hến này nè, cái luộc chấm nước mắm ăn rất là ngon luôn á cả nhà. Ăn cơm ha cả nhà, nào ăn cơm cái luộc xong mình chan, mình để vô cái mình để vô chén cơm mình chan nước mắm vô ăn rất là bắt cơm luôn, hoặc là mình xào sả ớt đó cả nhà, ngon lắm. Với lại con hến này nè, khi mà luộc á để dằn chút xíu muối với bột ngọt á nó vừa ăn lắm. Hôm nay ăn nguyên một đảo hến luôn. Ngon quá à. Hến rất là ngọt, mặn mặn vừa ăn. Ăn đi quý. Nãy giờ con không chưa ăn hả? Con bóc mi nấm gì nè quý. Nè, chờ đây nè. Hồi nhích lại. Bóc mi nấm à, con ăn đi. Ăn cho lẹ ha. Ngon quá. Hến á, hến này hến sông á, ở chỗ em á nó hơi nhỏ cả nhà. Có chỗ á hến á bự lắm. Cái này á mình là mình luộc á, để miếng thịt luộc vô á, mình gói bún bánh tráng vô sống á cả nhà, ngon lắm. Còn là mình xào sả ớt mình gói bánh tráng ăn cũng ngon nữa. Ăn này ăn nguyên nấm gì nè cả nhà, cầm nguyên nấm ăn. Cái này nó cũng vừa ăn nên mình khỏi chấm cũng được nữa. Cái này chấm muối ớt cũng ngon quá ha. Muối ớt á đâm á cái
miếng muối, miếng đường, miếng bột ngọt với trái ớt. Ăn rất là ngon, vừa ăn lắm. Muối ớt là phải dằn chút xíu bột ngọt. Mình đặc sản ở đây nha cả nhà. Ở quê á mới có ăn, chứ ở thành thị này kia ít có lắm cả nhà ơi. Toàn là mua ở trong siêu thị á thì có. Hến này rất là bán, nếu mà bán á rất là có giá cả nhà. Mỏi chân à, ngồi bẹp đi. Còn có ghế ngồi đã. Có ghế à? Đã. Cái này à, mình luộc á, có cái nước á, rất là ngọt luôn á nha. Mỏi chân quá. Nhiều con luôn mà có chút xíu rồi cả nhà, có nhỏ xíu à. Thế
này xào sả ớt ha, gói bánh tráng nè, ngon ha. Bữa nay mình gói bánh tráng ha. Cái nhà ơi, ăn nãy giờ á, lâu lắm rồi đó. Tao chừng 15 phút á, mà ăn mới có chưa được phân nữa đó cả nhà. Nó nhỏ nhỏ nhỏ, ăn bốc vậy nè. Ăn rất là ngon luôn cả nhà. Tại vì nếu mà có cái con bự á, giờ vô mùa chỗ có chỗ con bự, có chỗ con nhỏ. Giờ này chắc nó đang lớn á, nên nó nhỏ xíu à. Ăn nó hơi lâu. Nhưng mà ăn rất là ngon, nó ngọt luôn cả nhà. Rồi video của em đến đây cũng xin kết thúc nha cả nhà. Ăn nãy giờ cũng hơi lâu rồi. Cái này nè, nếu mà một hồi á mình ăn không hết á, mình lễ trong cái chén á, mình vô mình xào á, mình để ăn cơm, xào sả ớt ăn cơm ngon lắm cả nhà. Rồi giờ chào tạm biệt cả nhà, chúc cả nhà một ngày mới thật nhiều niềm vui nha. Xin chào.